World Cup sắp đến, có nên đầu tư fan token hay không? Có phải bạn đang nghĩ là khi mình mua đồng fan token của một câu lạc bộ bóng đá mình yêu thích thì giá của đồng tiền này nó sẽ tăng lên khi mà câu lạc bộ đấy thi đấu tốt, giành chiến thắng, và ngược lại, nếu như đội bóng đó thua thì giá token sẽ giảm xuống? Có đúng như vậy hay không thì chúng ta hãy cùng mở chart giá ra và check xem nhé. Mình lấy ví dụ token PSG đi, thì PSG đã có chiến thắng quan trọng trước Real Madrid ở mùa giải năm 2021 Cúp C1 tại lượt đi vòng 1 16 ngày 15 tháng 2. Tuy nhiên, thì khó có thể nói rằng kết quả tích cực này có ảnh hưởng lên giá token PSG. Nhưng nếu các bạn nghĩ fan token đi ngược lại với kết quả thi đấu thì cũng không hẳn nha. Tại vì ở trận lượt về C1 ngày 9 tháng 3, khi PSG bị Real lội ngược dòng kinh điển và chính thức bị loại khỏi Cúp C1, thì giá của đồng token PSG trên Binance đã giảm đến 10%. Một ví dụ khác nữa là token ACM của AC Milan. Ngày 22 tháng 5 thì câu lạc bộ này đã vô địch Serie A, giải vô địch quốc gia Ý lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ. Với tin tốt như thế này thì chắc hẳn giá token sẽ bay đúng không? Không, token ACM giảm 22% trong ngày hôm đấy và giảm tiếp 12% trong ngày tiếp theo. Từ đó kết luận là kết quả thi đấu của đội bóng nó không liên quan lắm đến việc thay đổi về giá của token các bạn. Vậy thì cách chơi fan token là gì? Mình nghĩ là các bạn hãy nên xem nó như một meme coin. Giá nó tăng là bởi vì có cá mập có tay to lái cho giá nó tăng thôi. Trên website của Socius cũng nói rằng bạn chỉ có quyền hạn nhất định như là thay đổi màu của service hay là thay màu áo của dự án, cách trang trí locker trong phòng thay đồ của đội tuyển v.v. Nhưng có lẽ theo mình nói thẳng là vì thị trường crypto đang thiếu trend. Ví dụ như là trend GameFi bây giờ thì cũng đang hết hot, cho nên mọi người đang tìm kiếm một trend mới và có thể đó là fan token. Trong dịp World Cup tháng 11 sắp tới thì mình nghĩ có khả năng các bạn sẽ chứng kiến fan token tăng giá nha. Và mình nghĩ có nhiều thứ để chơi hơn với fan token. Tuy nhiên, xét về mặt dài hạn thì mình vẫn nghĩ là các bạn nên đầu tư với tâm thế là đầu tư fan token như đầu tư meme coin vậy á. Không all in cũng như là không đầu tư quá mạnh tay nhé.